thời gian bị tạm giam. Trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt trong các trường hợp hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, hưởng lương hưu, ra nước ngoài định cư, bị chết. Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức có thẩm quyền giới thiệu mà không có lý do chính đáng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm thuộc một trong các trường hợp sau được xác định là không có lý do chính đáng. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc làm đó người lao động đã được đào tạo. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối những việc làm mà người lao động đó đã từng thực hiện. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông từ chối những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện. Không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục. Chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo. Chú ý, khi người thất nghiệp có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được trả trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp thời gian được hưởng còn lại. Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động khi đăng ký thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp gửi Trung tâm Giới thiệu Việc làm nơi đăng ký thất nghiệp hoặc nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm Giới thiệu Việc làm có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Các hành vi nghiêm cấm về bảo hiểm thất nghiệp. 1. Về đóng bảo hiểm thất nghiệp. Không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định. Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người lao động thuộc đối tượng áp dụng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp bao gồm kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa tẩy xóa, làm sai lệch những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Làm giả hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cấp giấy chứng nhận sai quy định để làm cơ sở hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Quyền và trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp. 1. Quyền lợi của người lao động. Được Trung tâm Giới thiệu Việc làm cung cấp tư vấn giới thiệu việc làm, hướng dẫn các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian quy định khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng làm việc. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trợ cấp một lần khi người lao động tìm được việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, người lao động không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp với thời hạn không quá 6 tháng tại một cơ sở dạy nghề. Khiếu nại. 2. Trách nhiệm của người lao động. Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xuất trình sổ bảo hiểm xã hội. Tích cực tìm kiếm việc làm, ghi chép đầy đủ các thông tin để thông báo về việc tìm việc làm theo quy định. Chấp nhận việc làm phù hợp do Trung tâm Giới thiệu Việc làm giới thiệu. Thông báo trực tiếp về việc tìm việc làm tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng một lần theo quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm, nhận quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài định cư hoặc bị tạm giam. Sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Trách nhiệm của người sử dụng lao động. Phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện đúng các quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp. Cung cấp bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc người lao động bị mất việc làm cho người lao động chậm nhất 2 ngày kể từ ngày người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Thực hiện việc xác nhận hoặc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động để người lao động kịp hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Cung cấp thông tin cho người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 2 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động yêu cầu. Hướng dẫn người lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để người lao động đăng ký thất nghiệp, nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm theo quy định. Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 1, báo cáo tình hình thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp của năm trước với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động đăng ký tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, thực hiện việc chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm y tế cho người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện chi hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho Trung tâm Giới thiệu Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chi hỗ trợ học nghề cho cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, dừng chi trả các khoản trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 7, báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện thu chi bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 1, báo cáo tình hình thu chi bảo hiểm thất nghiệp của năm trước. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, giải quyết những vướng mắc phát sinh về bảo hiểm thất nghiệp.